Thời gian gần đây, tiếp tục xuất hiện tình trạng giả mạo fanpage Facebook, cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác và lưu ý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh như sau. Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, fanpage Facebook, Zalo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID Bảo hiểm xã hội số, tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng 1900 9068. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động không nên tìm hiểu thông tin tại các fanpage, các diễn đàn không chính thống, tránh bị lợi dụng lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người lao động cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý hoặc thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp chia sẻ gần 96,3 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn quốc có trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 96% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Hiện có hai địa phương là Hà Nội và Hà Nam triển khai thí điểm liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết 12.455 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 502 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 nêu rõ 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và 11 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện nghị quyết của Chính phủ, ngay từ đầu năm, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề ra các kế hoạch, chương trình hành động để mở rộng diện bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 39-40%, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 31,5-32%. Trong cái tổ chức thực hiện thì ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã chỉ đạo các cái địa phương là thứ nhất là phải nâng cao cái năng lực dự báo. Thực ra chúng tôi cũng thành công trong các cái giải pháp, đó là cái dự báo đứng trước cái tình hình về xã hội như vậy, đứng trước cái thực trạng về cái biến động lao động như vậy thì mình phải có một cái dự báo là cái lao động của mình chuyển dịch như thế nào, và trên cơ sở đó thì phải có đưa ra các cái giải pháp phù hợp. Như vậy là chúng tôi đánh giá là cái dự báo là một cái rất là quan trọng. Hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn khó khăn, chưa phục hồi. Vì vậy, việc mở rộng phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là một trong những thách thức của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Và từ cái dự báo, từ cái nắm sát tình hình thì xây dựng các cái giải pháp cho phù hợp. Từ cái việc là trong cái bối cảnh như vậy thì các cái việc là tổ chức để mà tổ chức vận động cái người tham gia bằng hình thức nào cho nó phù hợp, thông qua hội nghị hay là tuyên truyền nhóm hay là thông qua các cái kênh khác, tất cả những cái này thì được chỉ đạo là hết sức linh hoạt để các cái địa phương người ta triển khai thực hiện. Có thể thấy việc nâng cao năng lực dự báo thị trường lao động đã góp phần rất quan trọng nhằm đổi mới các nội dung truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như lan tỏa tính nhân văn của chính sách. Vì vậy, các hình thức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã không ngừng được cải tiến, linh hoạt, phù hợp trong từng thời điểm, từng nhóm đối tượng cũng như đặc điểm vùng miền dân cư và xu thế hiện nay. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong việc tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.